Hello, chào anh em đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Kênh anh em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đủ hàng anh em ha. Và tiếp sau đây hôm nay giới thiệu với anh em được một số dòng loa Bass 40 anh em. Và có hai cặp loa nhỏ ha, sẵn để đây cho nó đẹp thôi. Sẵn đây thì cũng nói về anh em vào những dòng loa này là do lo về full karaoke nha anh em. Hàng Mỹ nha và hàng Nhật nha anh em. Thì một cặp này là Sipin Vega nè. Ở đây là cặp Airdub anh em ha, còn cặp này là cặp Gamsa A300. Thì ba cái này thì em còn để cái lưới dây căng ha, còn hai cái ba cái này thì mình đã tháo lưới dây căng ra này ha, đó là cái mặt lưới á. Thì đây thì em sẽ tháo tiếp cho anh em coi bên trong mấy cái này luôn nha, để cho anh em coi đồ đẹp đó nha anh em, đồ đẹp nha anh em ha. Đó, để đây cho anh em coi nhìn cái đồ đẹp của những đôi lo này anh em ha. Những cái lo này thuộc gọi là lo hay nha anh em, lo chất lượng á, chứ không phải thường đâu nha anh em. Để em mở từng cái anh em cho anh em coi luôn ha. Đó, đó. Thì đây, do cái này là dính bể cái lưới anh em ha. Đó, cho anh em xem về cái tổng quát của cái lo anh em ha. Nói chung mấy dòng lo này thì anh em chơi karaoke làm sự kiện được hết trơn nha anh em, bình thường luôn nha, nó thuộc gọi là cao cấp nha anh em. Rồi anh em chiêm ngưỡng nữa ha. Đây là mặt trước nha anh em, còn mặt sau thì anh em coi khúc sau. Thì đầu tiên thì em giới thiệu với anh em trước những đôi lo này ha. Lo là Sipin Vega nha anh em. Này một cái còi ha, một còi lớn nha, một còi chà bá luôn ha. Và một cái lò bát 40 anh em ha, sườn gan đúc nha anh em, sườn gan đúc, một cái chép kèn nằm đây ha. Đó, thì còn dưới này là thằng lo cũng là này, trên đây là lo 3 đường tiếng luôn anh em. Dưới này lo cũng là 3 đường tiếng ha. Một cái củ còi mít 20 ha. Và một cái lo chép nằm đây ha, lo chép nằm đây nha anh em. Và một cái lo bát 40 anh em ha, cũng sườn gan đúc luôn nha anh em. Đó. Thì đó là nói về cái dòng mình lo đó, đây là dòng lo Gamsa anh em ha. Gamsa WSA300. Này nút này chỉnh chép nè. Đây cái còi nó rất là to anh em ha. Còi nó rất khủng nha anh em. Khủng nha. Đó anh em nhìn cái dáng nó nè, nó khủng anh em, cái còi khủng anh em. Đó nha. Và dưới đây là lo bát 40 nha anh em, đặc biệt cặp này cực kỳ mới nha anh em, cực kỳ mới anh em, nhìn cái keo nè, rất mới nha anh em, đẹp xuất sắc luôn á. Thì anh em sẽ xem phút sau thì em tháo bên trong cho anh em coi luôn ha. Thì cái này trước mắt coi cái mặt mày nó trước nha anh em. Và đây là cũng thằng Sipin Vega luôn ha. Đây cái còi này ha, và đây là một cái chép ha. Cái bên này nó còn cái bông, gần hầm kia nó gãy cái bông này nó gợi nha anh em. Rồi ha. Đó, đẹp không anh em ha. Sipin Vega này mới lắm, mới anh em, cực kỳ mới luôn ha. Và đây là cái của cò mít 20 ha. Và đây là lô bát này ha. Lần này là Airdub anh em. Anh em thì em làm trước mặt này xong xem em sẽ làm phía sau ha. Còn trước đây là một cặp lo của thằng lo này, lo gọi là lo kiểm âm nha anh em. Yamaha MNS10M anh em ha. Dòng này thì một cái chép và một cái bát anh em ha. Sẵn tháo cho anh em coi luôn ha. Hai cái đồ đẹp đó luôn. Đó anh em ha. Đó. Lo là bon lo và là bát 16 nha anh em. Đây là thằng Gamsa bát 20. Một cái kèn ha. Nó có giống như anh em nhìn tựa giống cái bát 40 dưới ha. Nói chung mà mấy cặp lo này thuộc gọi là thuộc lo hay nha anh em, lo hay á. Lo là Sipin Vega này là lo 3 đường tiếng nha. Còn lưới là lo Airdub cũng là 3 đường tiếng luôn. Còn lo này 2 đường tiếng, lo bát 40 nha anh em ha. Thì hôm nay em có ba cặp bass 40 nha anh em. Cái cặp dưới này thì cũng có nè, cặp này cũng có luôn ha. Cái dòng này thì anh em chơi gia đình khỏi bàn nha, hàng Mỹ nha anh em. Thằng này hàng Mỹ nha, thằng này hàng Mỹ luôn. Thằng này hàng Nhật nè. Nó anh em xem lại ha, nó rất là đẹp nha anh em. Nói chung thuộc lo này thuộc lo đẹp á. Nói chung cái hàng này là hàng gấu nha anh em ha. Đó, anh em thấy chưa? Lo rất là đẹp anh em ha. Đây nha, anh em nhìn ha. Từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong anh em. Đó anh em xem ha. Rồi mấy dòng lo này karaoke là vô tư nha anh em, vô tư. Chỉ có cặp này để nghe nhạc nha. Cặp này karaoke vẫn được nha anh em. Cặp này bass 20 phòng nhỏ nha. Rồi thì đầu anh em xem cái phần phía sau ha, phía sau và nội thất luôn nha anh em. Đó anh em coi trước mặt mũi nó một cái nha anh em. Mặt mũi ha. Thì lo có dây căng đầy đủ nha anh em, có dây căng đầy đủ nha. Rồi anh em xem là cái phía sau ha. Đây thì
cho anh em xem về bên trong ba cặp lo này ha. Phía sau anh em ha, thì với em tháo ra từng từng cặp cho anh em xem cái nội thất đó anh em ha, thì để anh em nào biết về bên trong nó sau này có gặp dòng này là mua ha. Hát hay nha anh em, dòng này thuộc gọi là khủng luôn anh em, hàng nói chung dòng này âm thanh này tuyệt vời anh em, cao kê khỏi chê nha. Lo này ba đường tiếng nè, gặp lo này là Airdub nè, lo này Gamsa nè, lo này mà thằng Spin Vega anh em ha. Và đây là phía sau cặp sau em giới thiệu với anh em cặp phía sau trước nữa ha. Đây là phía sau của cặp lo này anh em, này ZEADUP anh em ha. Dòng này là FR1530HI là full gain, hàng men rút A anh em ha. Này chạm lo bích công nè, cái nút này chỉnh chép bát nè, chỉnh chép nha anh em, chỉnh chép nha, để là tép chép nè. Còn này là đường ghim canon, anh em muốn xài canon thì ghim canon cái được, thì anh em mình ghim nên ghim bích công đường này ha, thanh nó hay hơn. Thì đây là anh em model nè nha, FR153HI anh em lưu ý nha, hàng Mirra hàng Mỹ nha anh em. Cặp lo này ha là nó đây nha anh em. Thì bắt đầu em đi giới thiệu bên trong đó anh em ha, anh em sẽ thấy ha, cũ lo bát đó nè, GCF ha, L15 15424, hàng men Itila anh em, hàng của Ý nha anh em lưu ý nha. Đây là cũ lo bát 40 nha, thì nãy em có anh em có coi ha, đây là chạm lo ha. Thì em bỏ xuống nha, bỏ xuống một cái cho anh em coi bên trong nha. Nó nặng lắm nha anh em, nó nặng lắm nha anh em. Nó nặng rồi. Đây là củ lô bát rồi nha. Rồi xong. Thì ở đây là cái củ lô mít nè anh em, củ lô mít đó nè. Củ lô mít nó là thằng của hàng Pháp nha anh em. Nè. Hàng Main Pha Lăng nè. Lo này 8 ôm nè ha. Cái mã nó là 17HB70 anh em ha. Đây củ lo này 20 nha anh em. Củ mít là 20 ha, anh em lưu ý nha. Củ lô mít này 20 nha. Đó anh em ha. Cực kỳ gấu nha anh em, cực kỳ gấu nha. Lo này anh em khỏi bê hỏi chê anh em, hỏi bàn luôn. Và đây là củ lô chép nha anh em. Đây là củ lô chép nha. Củ lô chép là GCF anh em ha. Model nó N479 nha. Sugi G01 anh em ha. Đó, củ lô chép đó nè, nó nặng lắm anh em. To lắm. Thì để dưới đây nè anh em, nó để ở đây ha. Thì nó vô chỗ cái họng chỗ này nè ha. Chỗ họng chỗ này nè. Đó, cái họng chỗ này nha anh em. Rồi nó qua một cái miếng rồi nè. Nó qua một cái miếng này nữa nha. Đó, thì nó chêm lên, nó chêm vô cái họng vậy nè. Cho nó phóng mạnh ra, anh em lưu ý ha. Nó nằm đây nè nha. Thì nó nằm bắt dưới đây nè, Đó. Củ lo chép nó là GCF nha anh em, hàng Ý nha. Hàng mấy Itila anh em ạ. Hàng Ý đó nha anh em. Đó. Thì đây là bên trong nha anh em. Em có tháo bên trong cho anh em coi nè ha. Ở bên đây anh em nhìn cái phân tầng nó khủng khiếp anh em, phân tầng đó nè. Đó. Phân tầng Airdub được rất là bự anh em ha. Một cuồng nè, hai cuồng nè, ba cuồng nè, bốn cuồng nè. Cuồng này to lắm anh em, to nè, nắm một lòng tay bự như nè ha. Nó rất là to anh em ha, to lắm nha. Đó, anh em nhìn nè. Cực kỳ to anh em. Tụ nó xịn không anh em. Nói chung dòng là lo Airdub thì anh em hỏi chê về phân tầng đó. Phân tầng nó rất là gấu anh em ha. Cái cuồng này nó to nha anh em, nó bằng hộp sữa mình luôn nha. Ở ngoài nó bự dữ lắm. Điện trở nó cũng lớn nè ha. Tụ nè, em nhìn tụ ghê không? Tụ 100V 30mF. Đó. Rồi, đây là em nói về cái cặp lo thằng Airdub nha anh em. Lo Airdub nha, ba lần tiếng nha anh em ha. Cũng là bass đó nè ha. À, cực kỳ gấu anh em. Lo này cực kỳ gấu ha. Anh em nói chung cặp này thì hát bao anh em hay luôn, không bao giờ dở đâu. Bao phê nha anh em. Nó là ba đường tiếng ha. Thì nhắc lại anh em là củ lô bát nè là GCF nha, và cái củ lô mít là củ Pháp nha, và củ lô chép GCF của Ý nha. Ý luôn nè, anh em lưu ý nha. Nên là đó là phần xong của dòng lo Airdub nha anh em. Rồi xong tới đây là cái cặp của thằng Gamsa ha. Đây là phía sau của Gamsa nè, thì nó có ghi anh em ha, có ghi nè, Đúp ớt A300K, lo 8 ôm công suất 350W nè, đường gắt 6 ly nè, và đường gắt bắn cộng trừ ha. Và đây phía sau, phía bên trong của lo ha, thì anh em thấy nè, ra băng lo 8 ôm ha. Này cái màu này màu quân đội nha anh em, màu quân đội luôn nha. Nói chung cặp này đẹp lắm anh em, đẹp cực kỳ đẹp nha.
Cặp này bao anh em hát hay, cặp này bạo lực, tại do có cái thùng này nó rất là to nha. Âm thanh rất là hay anh em ha. Này đặc biệt sườn zin đó nha anh em. Zin nó luôn nha. Zin nó hết. Anh em nhìn nó này ha, zin nó này nha. Rất mới anh em, cực kỳ mới luôn nha. Nó rất mới nha anh em ha. Nói chung là hàng này anh em yên tâm, anh em hỏi chơi đi. Chơi thì dòng này cao kê tuyệt vời nha anh em. Rồi anh em bỏ lô bát xuống nha. Đó. Rồi, đây thì anh em xem cái củ lô chép này ha. Củ lô chép nó là gam sa luôn ha, gam sa nè. Alo 16 ôm, hàng da băng ha anh em lưu ý nha. Đó, cái còi này anh em ha. Cái độ dài nó hơn anh em, hơn một gang tay nha. Đó. Thì đây là cái chơi chỉnh tăng của chép nè. Này model đó nè. Rồi phía bên trong anh em ha. Bên trong anh em nhìn ha, toàn là bộ khu vực này là nó gắn cái bông tiêu âm hết trơn anh em, đều gang hết. Đều gang hết luôn nha. Và phía sau đây là phân tầng đó nè anh em. Bộ phân tầng đó, một cái cuộn lọc nè, hai cuộn lọc nè, ba cuộn lọc ha. Đây là điện trở anh em ha. Đó, một đống ha, rất là bự anh em ha. Đó, anh em thấy đẹp không? Rồi, đây là bên trong của đôi lo thằng Gamsa nha em. A300 bass 40. Lo này hai đường tiếng như này, một cái còi và một cái lô bát ha. Một cái bát nằm đây ha. Để lấy lô bát lên. Rồi, đó đây anh em ha. Rồi. Và tiếp vào sau đây thì nói về cái cặp lo của thằng Sipin Vega anh em. Đây là phía sau đó ha, phía sau nó là đây, model nó nằm đây nha anh em. Model nằm đây ha. Đó, model nó anh em. Berota BS1525 mã ha. Sipin Vega ha. Dòng này gồm này đời gắt Canon nè. Đó anh em đó ha, là để này nha. Cái dòng này nó không để lo 80 ôm thôi, nó không để công suất nha anh em. Nhưng mà dòng này công suất nó đến vài trăm watt, anh em yên tâm đi. Đó. Và đây là phía bên trong đó anh em, phía bên trong của lo Sipin Vega ha. Đây là một cái còi chà bá nha. Và một cái lo chép nằm đây ha. Này còi mít nha anh em, cái này còi mít nha. Và này lo chép nằm đây ha, Sipin Vega ha. Đó, Sipin Vega anh em, của lo chép đó nè. Tại vì do này dây nó cứng rồi mình lấy ra mình gắn này khó, để gì cho nó dính gì đi. Này anh em ha. Đó. Rồi phần đây là củ còi anh em ha. Củ còi nên là hơn một gang tay, nó cao giống như cái thằng Gamsa. Nhưng mà cái củ còi lớn hơn anh em, nhìn củ còi này ha. Chà bá ha. Còi này. Đó, nó nặng anh em. Đó, nè, anh em nhìn thôi. Còi cực kỳ gấu anh em ha. Zin anh em, bao anh em zin 100% nha. Rồi nguyên con về nha. Anh em nhìn cái sớ gỗ này nè, nằm đây ha. Đó, quá đẹp anh em. Đây là cái tới đây là cặp cái lô bát nè. Cái bát nó ghi là này, model BS15 lo 80 ohm, hàng California ha, California nè. Anh em thấy không? Nè. Sườn gang đúc nha anh em, này sườn gang đúc nha. Rồi em lấy xuống nha. Đó. Đây là lô bát nha anh em. Đó. Giờ vào đây là phía trong đó nha anh em. Đây là phía trong của cái lo này ha. Thì lo này thì nó có gắn thêm 2-3 cái điện trở này là nó cản dòng lô chép nè, cho lô chép nó bền nha anh em. Và những cái phân tầng nó nằm trong đây nha anh em. Phân tầng nó nằm trong đây nè. Phân tầng này cực kỳ gấu nha anh em. Phân tầng trên này nè. Phân tầng nó nằm bên đây nha, nằm khu vực này nè. Do mình dở ra thì nó sẽ gắt cái màn giấy, nó ổn lắm. Đó. Nó rất là to anh em, yên tâm đi, cực kỳ luôn. Dòng lo này anh em, bao anh em hát hay. Không hay không lấy tiền nha anh em. Không hay không lấy tiền luôn. Sipin Vega thì anh em yên tâm đi ha. Cái cặp này thì rất nhiều anh em tao bán rồi. Nó tính ra em bán cặp này ở cỡ chục cặp anh em. Nếu mình bán từ đầu tới giờ bán á, là bán ở chục cặp cái dòng Sipin Vega này 152 nè anh em ha. Cặp này thì do cỡ này bán nó chậm chứ đúng ra cặp này bán xài anh em xài gia đình thì bao anh em luôn. Không thể nào dở, bao anh em luôn. Cặp này anh em karaoke là xứng đáng đồng tiền luôn nha anh em. Rồi hôm nay bắt đầu em báo giá cho anh em luôn nha. Thì cuối clip thì báo giá cho anh em luôn. Cái cặp lo mà EADUP nè anh em ha. EADUP cặp lo 3 đường tiếng nè. Thì cặp này em đang bán giá là 18 triệu nha anh em. Cặp EADUP này nha. Là lo RCEP là 18 triệu nha anh em. Bass 40 nha. Đó, 18 triệu nha anh em. Còn cái cặp này thì thằng Gamsa A300 là 16 triệu anh em, 16 triệu nha.
Lo này rẻ, lúc trước bán tới 17 triệu anh em. Giờ bán cho anh em nó 16 triệu bao giá anh em luôn. 16 triệu, hàng đẹp. Còn cặp này là 19 triệu nha anh em. Xin Vega là 19 triệu nha. 19 triệu anh em, hàng Mỹ nha, hàng Mỹ nha. Anh em lưu ý nha. Cặp này Vega là 19 triệu, còn cặp này là 16 triệu. Cặp này là 18 triệu. Nha anh em. Rồi, thì hôm nay em cũng có được ba cặp lo này anh em ha. Dòng lo chuyên về cao kê. Dòng này anh em làm sân khấu được luôn nha. Ba đường tiếng. Dòng này là E đúp nha anh em, 153 HI nha. Còn cặp này là thằng Gamsa A300 lo bát 40 một cái còi. Cặp này là thằng xịt Vin Vega BS 15 hai là mã anh em. Dòng này là ba bát 40 ba đường tiếng luôn. Đó, rồi, nói chung là hàng đẹp anh em ha. Rồi anh em nào có nhu cầu cần thì liên hệ em ba cặp lo này nha anh em. Hàng cực kỳ gấu nha. Rồi xong, thì hôm nay em cũng có giới thiệu anh em đến ba cặp lo này ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua có gì alo bên em ha. Và em cũng kết thúc video, hẹn anh em những video kế tiếp nha anh em. Xin chào anh em nha.